Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép từ Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp thuế lên tới 456% đối với một số loại thép sản xuất tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan, sau đó được đưa sang Việt Nam để gia công và cuối cùng là xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết trong một thông cáo hôm 2 tháng 7 rằng họ khám phá ra hai sản phẩm thép tại Việt Nam trốn thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Hoa Kỳ. Đó là các sản phẩm thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội sử dụng thép chất nền có từ Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, theo Reuters. Thuế đối với các sản phẩm của Hàn Quốc và Đài Loan được áp dụng vào tháng 12 năm 2015 và tháng 2 năm 2016. Kể từ các thời điểm nói trên đến tháng 4 năm 2019, các lô hàng thép chống ăn mòn và thép cán nguội từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đã tăng thêm 332% và 916% so với các giai đoạn tương tự ngay trước đó, thông cáo cho biết. Thông cáo cũng cho hay cuộc điều tra của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được bắt đầu theo yêu cầu của ArcelorMittal SA Hoa Kỳ, United States Steel Corp, Ceramic Inc, California Steel Industry và AK Steel Corp. Thông cáo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng cáo buộc một số doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thép từ Việt Nam để trốn thuế trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai đối tác thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo Bloomberg, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi đối với yêu cầu bình luận về vụ việc từ Bloomberg. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số công ty sẽ tìm cách đưa hàng sang các nước như Việt Nam. Bạn tăng chi phí và người ta tìm cách để tránh, đó là bản chất của con người. Robert Cannell, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại ngân hàng ING cho Bloomberg hay. Trong một diễn biến khác, các cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đang điều tra các công ty Mỹ với cáo buộc trốn thuế chống bán phá giá khi phân loại các phụ kiện ống thép carbon do Trung Quốc sản xuất qua Campuchia, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh. Hoa Kỳ đang gia tăng chỉ trích Việt Nam, một trong những đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ, và là một nền kinh tế hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc. Ông Donald Trump đã mô tả Việt Nam tuần trước gần như là một kẻ lạm dụng tồi tệ nhất khi được hỏi liệu ông có muốn áp chính sách thuế lên hàng hóa của Việt Nam hay không. Chính phủ Việt Nam sau đó nói đang tích cực làm giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ và đang có các biện pháp ngăn chặn các doanh nghiệp Trung Quốc tuồn hàng sang Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ nhằm tránh thuế. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết họ đã nói chuyện với chính quyền Việt Nam trong tuần này và hy vọng Việt Nam sẽ có động thái trong thời gian tới để giải quyết các quan ngại của chúng tôi trên tinh thần xây dựng, theo Bloomberg. Chỉ vài giờ trước khi lên đường dự thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong buổi phỏng vấn với Fox Business News hôm 26 tháng 6 năm 2019, Tổng thống Trump đã nói Việt Nam là nước lạm dụng Mỹ nhất còn hơn Trung Quốc. Ông cũng nói rằng gần như tất cả các nước trên thế giới đều lợi dụng Mỹ. Phát biểu của Tổng thống Mỹ vào giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng đã gây ra những lo ngại về khả năng Hoa Kỳ có thể cũng sẽ áp thuế nặng lên các hàng hóa của Việt Nam như đối với Trung Quốc. Hoa Kỳ mới đây đã áp thuế 25% lên khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Tổng thống Trump dọa rằng Mỹ có thể còn áp thêm thuế khoảng 300 tỷ đô la hàng hóa còn lại từ Trung Quốc. Trao đổi với Đài Châu Tự Do hôm 27 tháng 6 năm 2019, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra nhận định liên quan vấn đề này. Tôi nghĩ về việc này thì Việt Nam cũng đã ý thức được rồi. Ngay từ lần đầu tiên khi ông Thủ tướng dẫn chân sắc của Việt Nam mới nhận thức và sang Hoa Kỳ gặp Tổng thống Trump thì ông Trump cũng đã nhắc ông Phúc về tình trạng xuất siêu của Việt Nam qua Hoa Kỳ. Việt Nam cũng biết là Việt Nam là nước đang đứng thứ 5 trong các nước xuất siêu sang Hoa Kỳ. Mà tuy nhiên thực tế thì xuất siêu của Trung Quốc, của Nhật Bản hay những quốc gia trên Việt Nam có quy mô lớn hơn rất nhiều so với Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018, hàng hóa Việt Nam xuất sang Mỹ đạt trên 47 tỷ đô la, tăng hơn 14% so với năm trước đó. Trong đó, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ gần 35 tỷ đô la trong năm 2018. Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo bà Phạm Chi Lan, khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung diễn ra, thì Việt Nam cũng đối mặt những thách thức rất lớn. Trong đó cụ thể nhất là đầu tư ở Trung Quốc chuyển sang Việt Nam để tránh thuế khi xuất khẩu đi Mỹ. Điều này một mặt giúp Việt Nam tăng trưởng thêm nhờ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng, nhưng mặt khác làm cho nguy cơ xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ tăng. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business News,
Tổng thống Trump cũng thừa nhận thực tế mà ông gọi là đáng quan tâm này. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI từ Trung Quốc và Việt Nam là 2,29 tỷ đô la, đứng hạng 3 các nước đổ vốn vào Việt Nam. Việc các dự án FDI từ Trung Quốc tăng nhanh tại Việt Nam được đánh giá do tác động của thương chiến Mỹ-Trung. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh thuế cao từ Mỹ đánh lên các sản phẩm từ Trung Quốc. Ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 27 tháng 6, đưa ra nhận định về tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Tôi thấy cái này đó thì đúng là Việt Nam phải cấp tốc mà làm, chứ không phải là phải khẩn trương làm, chứ không phải là chần chừ được đâu. Bởi vì cái việc mà di chuyển cái máy móc nhà xưởng của Trung Quốc mà qua Việt Nam nhiều, và đồng thời nó di chuyển kể cả cái sản phẩm qua để rồi dán nhãn dịch Việt Nam đó, nó cũng nhiều. Mà bây giờ đến mức mà người ta đã nói nhiều lần rồi chứ không phải mới đây. Mà hiện giờ đó, lần này đó thì cái thông tin mà ông Trump ông tuyên bố Việt Nam phá giá rồi đó. Rồi bây giờ ông sẽ có thể ông đánh vào cái chuyện mà mình là hợp thức hóa cái hàng của Trung Quốc để đi sang Mỹ. Theo cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam công bố hôm 9 tháng 6 năm 2019, Trung Quốc cố tình dán mác Made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ. Cụ thể, các công ty Trung Quốc trước hết xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam, sau đó hàng hóa được thay bao bì và ghi Made in Việt Nam trước khi xuất sang Mỹ, nhằm tránh mức thuế 25% do Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh lên hàng hóa của Trung Quốc. Năm 2018, Hải quan Mỹ cũng từng phát hiện công ty Firewood Việt Nam có hành vi nhập khẩu mặt hàng gỗ dán từ Trung Quốc, sau đó đưa về nhà xưởng để thay đổi nhãn mác và xuất khẩu sang Mỹ với xuất xứ Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, có thể Tổng thống Trump đưa ra thông điệp này không chỉ với Việt Nam mà còn nhắm tới Trung Quốc. Đây cũng có thể là thông điệp của ông ấy vừa cho Việt Nam, vừa cho Trung Quốc về cái việc là Trung Quốc đừng có lợi dụng con đường của Việt Nam để mà xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Với nghi vấn đây là thông điệp của Tổng thống Trump vừa cho Việt Nam vừa cho Trung Quốc về việc Trung Quốc đừng lợi dụng con đường Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thì tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng ông Trump theo đuổi chính sách thuế quan với mọi nước, không ám chỉ riêng Trung Quốc. Ông nói tiếp, chúng tôi xin phép đọc nguyên văn. Việt Nam không để hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ dùng xuất xứ Việt Nam, cho nên không sợ. Chính phủ Mỹ đã điều tra nhiều tháng rồi, cũng có một số trường hợp người doanh nhân Việt Nam mua hàng Trung Quốc gắn nhãn Made in Việt Nam để bán, thì đó là các cá nhân gian lận, không thuộc buộc tội cho cả một chính phủ được. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 6 của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài về biện pháp của Việt Nam trước thông tin cho rằng thời gian qua xuất hiện tình trạng hàng Trung Quốc gắn nhãn Made in Việt Nam để xuất sang Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lấy danh nghĩa hàng Việt Nam. Vào đầu tháng 6, các quan chức Việt Nam nói Trung Quốc cố tình dán mác Made in Việt Nam lên hàng hóa của họ để tránh bị áp thuế quan của Mỹ và yêu cầu các cơ quan kiểm tra gắt gao hơn việc chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Vấn đề thứ hai đáng quan tâm trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là thao túng tiền tệ. Liên quan vấn đề này, ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Thương mại, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 27 tháng 6 đưa ra nhận định. Cái thứ hai đó là ông nói như thế, anh làm chuyện đó, đó thì cũng có thể là nó liên quan đến chuyện là thao túng tiền tệ nữa, cho nên nó có thể hai việc đó đánh lúc đó. Cho nên tôi nghĩ đây là vấn đề tương đối nghiêm trọng, mà bây giờ làm gì đó thì tôi cho rằng mình phải cấp tốc đưa ra những cái quy chế để mà quản lý cái này, để hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp, mà nhất là những người mà tham lợi đó, mà bất chấp. Mà nếu mà để cái tình hình đó mà nó xảy ra thì nó lây lan cho các cái doanh nghiệp để làm ăn nó nghiêm túc. Bộ Tài chính Mỹ hôm 28 tháng 5 năm 2019 xếp Việt Nam vào danh sách 9 nước cần phải theo dõi về thao túng tiền tệ vì chưa đáp ứng được một số tiêu chí của Mỹ. Có 3 tiêu chí để Bộ Tài chính Mỹ quyết định một nước có bị xem là thao túng tiền tệ hay không, gồm có thặng dư thương mại lớn với Mỹ, có thặng dư tài khoản vãng lai lớn, và thiên lệch với bằng chứng rõ ràng, thường xuyên can thiệp tiền tệ. Thao túng tiền tệ là một hình thức phá giá, làm mất giá đồng nội tệ để coi đó là một hình thức trợ cấp cho xuất khẩu. Đấy là điều mà nhiều người Mỹ đang lên tiếng chỉ trích chính phủ Trung Quốc về hành động này.
Trước cáo buộc của Bộ Tài chính Mỹ hôm 6 tháng 6 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ nhằm giành lợi thế thương mại. Tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu độc lập từ Singapore khi trao đổi với Đài Châu Tự Do hôm 4 tháng 6 năm 2019 qua tin nhắn liên quan vấn đề này nhận định. Theo tiến sĩ Hoàng Hợp, nếu Tổng thống Trump muốn, ông ấy sẽ đánh thuế cao lên hàng Việt Nam. Việt Nam có thể khắc phục bằng cách mua thêm hàng hóa Mỹ như đậu tương, than, vũ khí, thịt bò, thịt heo, hàng công nghệ cao, v.v. Theo tôi, mua thêm hàng hóa Mỹ là cách đơn giản nhất cho Việt Nam. Cũng trong buổi phỏng vấn với Fox Business News hôm 26 tháng 6, khi được hỏi liệu Mỹ sẽ đánh thuế hàng Việt Nam hay không, tương tự như với Trung Quốc, Tổng thống Trump nói rằng Việt Nam là nước lợi dụng nhất dù Việt Nam đã mua nhiều than từ West Virginia của Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã từng nói Việt Nam nên mua vũ khí của Mỹ vì Hoa Kỳ đã bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Mỹ chính thức bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam vào tháng 5 năm 2016, nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Hà Nội. Vào tháng 8 năm 2018, có tin đưa ra từ Bộ Quốc phòng Mỹ là Việt Nam ký một hợp đồng trị giá gần 100 triệu đô la mua vũ khí. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó tránh bình luận tin này. Bà Phạm Chi Lan cho rằng, nhận xét của ông Trump nói Việt Nam đang lạm dụng thương mại với Mỹ còn tệ hơn Trung Quốc có phần chưa thật xác đáng, vì thực tế không thể so sánh kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc đang xuất siêu sang Mỹ vẫn hơn 300 tỷ đô la, còn Việt Nam xuất siêu sang Mỹ có tăng lên mấy chục phần trăm trong mấy tháng đầu năm nay, nhưng chỉ vẫn vài chục tỷ thôi. Việt Nam và EU sẽ ký kết Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA ngày 30 tháng 6 này tại Hà Nội. Tin được Bộ Công Thương Việt Nam loan đi hôm 25 cho hay thủ tục rà soát pháp lý EVFTA đã kết thúc cùng ngày tại Bỉ và Hội đồng Châu Âu chính thức chấp thuận hai hiệp định giữa EU với Việt Nam về thương mại tự do EVFTA và về bảo hộ đầu tư EVIPA. Truyền thông trong nước nhanh chóng loan tin này, dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh rằng với EVFTA và EVIPA thì Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế, giúp đất nước tiến đến sự phồn vinh và tiến bộ xã hội. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, trình bày mối tương quan tế nhị và không thể không có giữa Việt Nam với EU qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA sắp thành hình sau một thời gian đàm phán khá là dài. Đối với Việt Nam, có thể nói Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU một phần liên quan tới thương mại tự do và một phần liên quan tới bảo hộ đầu tư đó, thì nó nằm trong mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra. Cho tới nay thì Việt Nam đã ký hơn 10 cái Hiệp định Thương mại Tự do song phương, nhưng có thể nói cái Hiệp định của EU thì rất là quan trọng, tại vì EU là một thị trường rất là lớn đối với Việt Nam, bên cạnh các cái thị trường như là Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra thì EU cũng là một đối tác mà Việt Nam coi trọng trong việc thúc đẩy chính sách đối ngoại là đa dạng hóa, đa phương hóa. Mặt khác, EU trong vai trò một khối thống nhất cũng là một nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Bên trong EU, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích tiếp, gồm các quốc gia lớn và chủ chốt như Pháp, Đức cũng là hai đối tác vô cùng quan trọng đối với Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU nó không chỉ mang lại cho Việt Nam các cái cơ hội kinh tế, tăng cường xuất khẩu cũng như là thu hút đầu tư từ EU, mà còn giúp củng cố quan hệ giữa Việt Nam với toàn bộ khối EU cũng như là giữa Việt Nam với các cái quốc gia thành viên của EU riêng. Thông tin này được đón nhận một cách tích cực vì đó là kỳ vọng kinh tế và những cải cách liên quan đến kinh tế. Đây cũng là đường hướng thay đổi mà Việt Nam phải nhắm tới một khi bước vào EVFTA. Cũng do các cái quy định của hiệp định này đó, thì Việt Nam cũng sẽ phải tiến hành một số các cải cách ở trong nước, đặc biệt là về vấn đề quyền của người lao động chẳng hạn. Ngoài ra còn có các cái cải cách liên quan tới mua sắm công, rồi là cải cách doanh nghiệp nhà nước, tiêu chuẩn môi trường v.v. Thì tất cả những cải cách này cũng được kỳ vọng là sẽ cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, giúp bộ máy chính trị Việt Nam vận hành hiệu quả, minh bạch hơn. Dưới mắt tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, đặc điểm của EVFTA sắp được ký giữa Việt Nam và EU trong vài ngày nữa là Hiệp định Việt Nam-EU lần này ấy, thì nó là một trong những cái hiệp định đầu tiên mà thuộc dạng các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chất lượng cao.
tức là nó bao gồm không chỉ các cái vấn đề về thương mại mà nó còn có liên quan tới các vấn đề về đầu tư, về quản trị, về các vấn đề gọi là bên trong biên giới của mỗi quốc gia, nó liên quan tới các cái cải cách là bảo vệ quyền lợi người lao động hay là bảo vệ môi trường vân vân. Trong khi cái hiệp định chưa có hiệu lực, chúng ta cũng cần phải quan sát thêm xem thử là trong cái thời gian tới thì triển khai thực tế các cái cam kết của Việt Nam nó sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên bước ban đầu thì tôi nhận thấy là Việt Nam dường như là có thiện chí và sẽ cố gắng thực hiện các cái cam kết mà mình đã đề ra. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ nhì của EU trong toàn khối ASEAN, chỉ sau Singapore, với kim ngạch hàng hóa 49,3 tỷ euro và kim ngạch dịch vụ trong khoảng 3 tỷ euro. Và dù như càng ngày càng có thêm nhiều công ty châu Âu nhìn vào Việt Nam như một trung tâm đầu tư kinh doanh hứa hẹn của khu vực Mekong, thì mặt khác, tổng mức đầu tư từ EU vào Việt Nam còn khá là khiêm tốn với khoảng 6 tỷ euro năm 2017. Những mặt hàng nhập khẩu chính từ Việt Nam vào EU lần này là viễn thông, giày dép, hàng dệt may, hàng nội thất và nông sản. Ngược lại, hàng xuất khẩu chủ yếu từ EU qua Việt Nam là máy móc, thiết bị vận tải, hóa chất, thực phẩm, thức uống. Người dân được hưởng gì từ những FTA, tức những hiệp định thương mại song phương mà Việt Nam đã ký? Từ các hiệp định thương mại tự do, trong đấy có hiệp định Việt Nam và EU đó, thì cái nền kinh tế Việt Nam nó sẽ tăng trưởng, phát triển trong thời gian tới. Khi mà cái nền kinh tế phát triển chung như vậy đó, thì các lợi ích nó chảy xuống các tầng lớp dân cư, các thành phần trong nền kinh tế. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý là ở Việt Nam đó, thì cái tình trạng phân hóa giàu nghèo vẫn đang tồn tại và có thể có xu hướng ngày càng mở rộng trong thời gian tới. Cho nên là mặc dù mỗi người sẽ có một cái miếng bánh lớn hơn, nhưng mà sự gia tăng, tăng trưởng hay là cái mức độ lớn hơn đó, của từng miếng bánh của mỗi người nó sẽ có sự khác nhau. Đấy là cái điều tôi nghĩ là khó có thể tránh khỏi, nó diễn ra ở bất cứ cái nền kinh tế nào khi mà cái hiệu ứng thương mại tự do nó sẽ không được phân chia đồng đều. Nhưng nếu Việt Nam thực hiện một cách minh bạch và nghiêm túc những điều khoản ràng buộc của EVFTA thì hy vọng phúc lợi của mỗi người dân sẽ tăng lên trong dài hạn, là kết luận của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU là cơ hội cho giới đầu tư châu Âu hưởng mọi điều kiện thuận lợi, ưu đãi trong hoạt động kinh doanh mua bán với các khu vực tự do thương mại khác mà Việt Nam tham gia. Có nhiều lý do khiến Việt Nam đặc biệt cần tới Hiệp định Thương mại Tự do với EU, nhất là nhìn từ góc độ bất cập của xuất siêu và nhập siêu từ Việt Nam sang Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, là nhận định của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Phải nói là Việt Nam đặc biệt cần tới cái hiệp định thương mại song phương với châu Âu vì cái lý do thế này. Cho tới nay, mặc dù ký rất nhiều cái hiệp định thương mại song phương FTA với các nước, nhưng mà tình hình xuất siêu của Việt Nam, tức là thu ngoại tệ ròng của Việt Nam á, vẫn yếu ớt. Tôi lấy ví dụ là xuất siêu của hàng Việt Nam vào Mỹ theo cái FTA của Việt Nam với Mỹ là được khoảng từ 30 tới 35 tỷ đô la một năm, và năm nay năm 2019 là còn có thể tăng hơn, là có thể lên được 36 thậm chí là 40 tỷ đô la. Còn vào châu Âu thì Việt Nam xuất siêu là khoảng 20-25 tỷ đô la một năm. Nhưng mà bù lại thì Việt Nam phải nhập siêu khổng lồ từ Trung Quốc. Một năm ít nhất là 30 tỷ đô la theo đường chính ngạch và khoảng 20 tỷ đô la theo đường tiểu ngạch. Có nghĩa là một năm là mất tới khoảng 50 tỷ đô la nhập siêu từ Trung Quốc. Trong khi đó Việt Nam lại phải nhập siêu rất lớn từ Hàn Quốc, cũng khoảng 25 tỷ đô la một năm. Còn cái mối quan hệ đối tác được coi là thân thiện với Việt Nam là Nhật Bản thì coi như là xuất siêu và nhập siêu bằng không, không mang lợi lại gì cả. Đó là lý do Việt Nam phải nắm được hiệp định EVFTA để xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu. Còn hiệp định này có mang lại tương lai tươi sáng cho người lao động hay không cũng là chuyện quan trọng không kém. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói: nó chỉ có một sự tích cực duy nhất, tức là cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp châu Âu, nói chung là cái giới doanh nghiệp. Tại vì khi mà ký hiệp định này thì sẽ miễn thuế và sẽ giảm thuế rất lớn, thì trong một số cái mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu sẽ được hưởng lợi, ví dụ như là da giày. Nhưng mà cái đó chỉ cần xác định lại chỉ cho giới doanh nghiệp. Còn đối với người lao động thì từ trước tới nay họ vẫn bị hai tầng bóc lột. Một là giới doanh nghiệp và hai là công đoàn nhà nước, các cái sắc thuế của chính phủ, của chính quyền Việt Nam. Cho nên họ vẫn không được hưởng lợi, mà họ chỉ được cái là duy trì công ăn việc làm trong một cái khoảng thời gian nào đó mà thôi. Nhưng mà về mức lương và đời sống vẫn không được cải
Trên nguyên tắc, những điều khoản mà Việt Nam phải thực hiện khi ký EVFTA đều có tính ràng buộc. Theo giải thích của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, hiệp định được hai bên ký vào cuối tháng 6 này còn phải trình lên Nghị viện châu Âu cũng như Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Vì thế, EVFTA chắc chắn có sự ràng buộc thực hiện, và nếu một bên nào không tuân thủ thì sẽ có các biện pháp chế tài để buộc họ phải thực thi những cam kết của mình.